Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sẽ kéo dài 4 ngày, do đó mà các tour du lịch ngắn ngày trong nước, du lịch quanh địa bàn Hà Nội là lựa chọn của nhiều du khách. Trong tình hình dịch Ebola đang được cảnh báo toàn cầu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan thủ đô. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, tính đến thời điểm này, Hà Nội đã đón 191.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu vui đối với du lịch Hà Nội trong tình hình dịch bệnh Ebola đang được cảnh báo toàn cầu. Tôi nghe rất nhiều thông tin về dịch Ebola, tuy nhiên ở Việt Nam thì tôi không thấy. Khi đến đây tôi cảm thấy an toàn và rất vui khi được đến du lịch ở Việt Nam. Là đối tượng di chuyển nhiều trên diện rộng, cho nên việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch luôn là vấn đề được ngành du lịch quan tâm, đặc biệt trong thời điểm này. Dựa trên kinh nghiệm của những lần tổ chức phòng tránh dịch SARS H5N1, công tác phòng dịch Ebola cũng được triển khai ngay từ rất sớm, nhất là tại các sân bay, cửa khẩu. Căn cứ vào những cái chỉ đạo của ngành dọc cũng như là của Ủy ban dân thành phố, Sở Y tế, chúng tôi đã có cái hướng dẫn với các doanh nghiệp du lịch có công văn, rồi đồng thời thì chúng tôi cũng đã tổ chức tham gia cùng với cái đoàn của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tổng cục Du lịch đi đến kiểm tra một số các cái doanh nghiệp du lịch, cả lữ hành, cả khách sạn trên địa bàn thành phố. Thì nhìn chung là chúng tôi đánh giá là các doanh nghiệp đã có cái ý thức triển khai, có cái hoạt động chuẩn bị, chúng tôi cho là về cơ bản là rất tốt. Cùng với những biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh dịch, việc đảm bảo mua 100% bảo hiểm cho khách hàng, kích cầu gói du lịch trong nước với phương châm người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, mỗi một chuyến đi thêm yêu Tổ quốc cũng được các đơn vị kinh doanh du lịch áp dụng. Một trong các cái biện pháp đấy thì là tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên để hiểu rõ hơn về dịch bệnh và để tư vấn cho khách hàng. Thứ hai nữa là thực hiện theo cái chỉ đạo của chính phủ về cái việc mà thực hiện các những cái biện pháp phòng tránh, trong đó là tạm ngưng các cái chương trình tour mà có đón khách cũng như là đưa khách đến các vùng quốc gia châu Phi. Đã gần một tháng kể từ khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch Ebola. Theo công bố chính thức, Việt Nam chưa có trường hợp nào lây nhiễm bệnh. Với việc tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Ebola, cũng như những biện pháp phòng ngừa hợp lý, hy vọng Hà Nội vẫn sẽ là điểm đến an toàn, thân thiện với du khách trong nước và quốc tế trong dịp nghỉ lễ lớn này.